Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp du lịch, bàn giải pháp thống nhất hành động thúc đẩy phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm, khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tham dự hội nghị có đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Sở Du lịch, lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và 100 doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến du lịch trên địa bàn quận. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã đưa ra các ý kiến để nhằm phát triển ngành du lịch quận, như đề xuất giảm giá thuê đất, tăng cường du lịch về đêm. Cho các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ ăn uống được hoạt động đến 2 giờ sáng, các doanh nghiệp được quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở khu vực phố đi bộ. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng cam kết tiếp thu ý kiến và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết các biên bản hợp tác kích cầu du lịch quận giữa Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và Hiệp hội Du lịch Hà Nội, giữa các nhóm doanh nghiệp du lịch, khách sạn, lữ hành, điểm đến, vận chuyển và ẩm thực.